Bây giờ mở nhạc MP3 hay là mở nhạc có hình? Mở nhạc có hình nhỏ hát cho em, không cần nhạc có hình nhỏ hát cho em. Vậy là có như thuộc bài đó gì đó. Bây giờ mình thuộc, bây giờ bây giờ nhìn nó là biết. Rồi không có nói gì cả. Đi trong thôi. Đi chỉ cái con kia. Thế là chào rồi đó. Một số tóc của nó cài thì cái cuối cùng cái lắm rồi. Không biết. Tại vì nó chưa cũng gặp anh chưa. À, sai không đều đấy nha. Sai không đều đúng rồi. Sai không đều nha. Sai bên phải. Bên phải. Bên phải. Sai đều. Nhưng mà tại sao cúc tóc tôi không có ngắn cái đó? Đấy, tại vì nó chưa có cái cặp tử tế anh. Ở đây nó nằm tạm thôi, không sao, không sao. Rồi, cái này cứ múa đẹp là được rồi, ngắn sai rồi. Đến ba câu thì đẹp rồi. Yeah.
nhìn cái mặt bạn bạn ghét quá, không phải ở đằng phía này. Lùi đi chỗ khác, lùi đi chỗ khác. Có lẽ đi mất một phòng thôi mà. Có lẽ là đi, tập đi, không ăn thua gì đâu. Thôi, tôi về đây, má ăn thẳng sợ rồi. Đây, đi về đây. Chào.